Mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn có tên Hảo Hớn Miệt Vườn của tác giả Khôi Vũ quý vị nhé. Một buổi chiều hè nóng nực, ông Bành Kỳ ở trần, mặc quần cục, tay cầm dao thái thịt, chạy băng băng trên đường đến nhà Ký Hoành, miệng gào lên: "Tao giết mày, tao moi gan mày!" Ký Hoành có nhà, nhưng không có trong căn nhà gỗ. Ông ta trốn ra một góc nào đó, trong vườn cây ăn trái, rộng gần mẫu tay của mình, bao quanh căn nhà lợp tôn giả ngói, màu xanh kiểu cọ. Liễu, vợ Ký Hoành, chắp tay lạy ông Bành kia như tế sao: "Ông hai tha cho anh lỡ miệng, anh không cố ý." Ông Bành kia vỗ ngực bằng bàn tay trái to bè, tay phải quơ con dao trước mặt: "Kêu nó ra đây, thằng hèn Ký Hoành, tao giết mày mới hả?" Thằng nhóc quăng, con trai của Ký Hoành, đang ngủ trong nhà, nghe ồn ào nên loan toan chạy ra. Thấy điệu bộ hung dữ của ông Bành kia, nó sợ quá, vụt tới ôm chân má, khóc thét lên, dỗ hoài con không nín. Mặc kệ ông Bành kia chửi rủa, kêu réo tên chồng, Liễu ẵm thằng dốc quăng ra chiếc võng nơi hiên nhà, vạch vú cho con nó bú, hối lộ nó. Thằng nhỏ ngậm vú mẹ mà mặt cứ quay ra phía ông Bành kia, đôi mắt thao láo nhìn ông. Liễu vỗ vỗ con: "Bú đi con, ông hai không làm gì con nít đâu, đừng sợ." Đôi mắt thằng dốc quăng vẫn ngước trắng giả về phía ông Bành kia, chuyển từ sợ sệt qua tò mò. Bằng linh cảm, Liễu ngẩng lên nhìn theo hướng nhìn của con. Một luồng hơi nóng chạy rần rợt trong người cô. Hai vành tay cô bừng lên như ai đốt. Mặt cô đỏ và phừng phừng lửa vô hình cháy. Ông Bành kia đứng giữa sân, tay phải vẫn cầm con dao nhưng đã buông thõng, nhìn như soi vào bộ ngực đang cho con bú của Liễu. Ông ta như đang thất thần, cái nhìn của ông ta say sưa, thèm thuồng, miệng ông ta há hốc ra như miệng con cá trê mắc cạn. Liễu thẹn thùng: "Kìa, ông hai!" Thật lạ lùng, khác hẳn với điệu bộ hung dữ lúc mới tới. Bây giờ ông Bành kia nghệch người ra như một đứa trẻ con. Nghe Liễu nhắc, ông có vẻ ngượng, rồi đột nhiên ông quay lưng lại bỏ đi một nước. Liễu thở phào, cô hiểu lý do vì sao ông Bành kia bỏ đi. Ở cái xóm cây trứng cá này, ai cũng hiểu được như cô. Tuy vậy, cô vẫn chưa hết đỏ mặt. Dù sao cô cũng là một phụ nữ. Còn ông Bành kia thì tuy đáng vai cha chú, lớn hơn cô trên dưới 20 tuổi, vẫn chỉ là một người đàn ông trong xóm. Ông Bành kia ngồi uống rượu ở quán Út Cần từ chiều. Lúc khách trong quán còn đông, như thường lệ, ông chỉ ngồi uống rượu một mình với một đĩa nhắm bất kỳ. Thỉnh thoảng một ai đó từ các bàn nhậu khác bước tới, kính ông hai một chung. Ông nhận lời, đỡ ly rượu bằng hai tay, đưa lên ngang mặt, đầu gật nhẹ một cái như quan tướng triều đình nhận ngự tử, nhưng rồi sau đó lại uống đánh trót một cái kiểu phàm phu tục tử. Mọi ngày ông trầm ngâm trong góc quán, chiều nay ông càng lặng tiếng. Quán chỉ còn một Bành kia. Út Cận không dám nhắc khách, chỉ lẳng lặng thu dọn mấy bộ bàn ghế trong quán cho gọn vào một góc. "Đờ má, muốn đuổi khách hả?" "Dạ dạ không, ông hai cứ ngủ uống rượu tự nhiên." "Tự nhiên mẹ gì được nữa, tích điện đi." "Dạ." Khi Út Cận vào nhà lấy tiền thối lại trở ra, ông Bành kia đã đứng lên. Ông xua tay từ chối nhận số tiền lẻ. "Cho con nhỏ sáu ngón ăn quà." "Dạ cảm ơn ông hai." "Nó đi học chưa?" "Dạ nó mới 4 tuổi mà ông hai. Ông hai quên rồi sao?" "Hờ quên. Vợ mày có bầu hả?" "Dạ." "Thôi đóng cửa quán đi, lần sau muốn gì thì nói, đừng làm cái kiểu bữa nay. Đờ má." Ông Bành kia đi khỏi một đoạn, Út Cần mới khẽ lắc đầu
rồi đi đóng cửa quán. Tối rồi, 10 giờ đêm mà trời vẫn nóng như ban ngày. Thế nào rồi cũng mưa đầu mùa nay mai. Ông Bành Kỳ không về nhà, ông đi về cuối xóm, không chủ định. Ngang nhà tám axit, thấy đèn sáng ông tấp vô. Người đàn bà một thời là gái giang hồ, đang ngồi đan giỏ trên giường. Thấy khách, vội quơ cái khăn bịt kín gương mặt bị tạt axit dạo nào của mình. Nhận ra ông Bành Kỳ, chỉ thấy vui vui, hồi hộp. Anh hai đi công chuyện đâu vậy? Ông Bành Kỳ lắc đầu, tự kéo ghế ngồi, tự rót nước từ chai nước lạnh trên bàn, uống ực một cái, hết ly đầy. Có chuyện buồn hả? Ông Bành Kỳ vẫn không nói. Tám axit, tình chắc là mình đoán đúng. Chị bỏ cái giỏ đang dở dàng xuống chiếu, lết khỏi giường, kéo ghế, ngồi sát người đàn ông. Cái mùi đàn ông sao mà quyến rũ. Dù chị đã từng gần gũi không biết bao nhiêu người khắp mấy tỉnh miền Đông, từ thời trước giải phóng tới mấy năm gần đây, khi tới tuổi tàn tạ, khác với mọi lần, ông Bành Kỳ không tránh tắm axit. Chị đặt bàn tay của người đàn ông vào một bàn tay của mình, bàn tay còn lại xoa lên tay khách. Đôi mắt của chị nhìn ông Bành Kỳ đắm đuối. Có chuyện gì buồn thì nói cho em nghe, rồi đêm nay ở lại đây nghe. Ông Bành Kỳ vẫn lặng thinh, đôi mắt ông hướng ra ngoài đường tối thui, nhìn cái gì không biết. Một lát, tám axit nhận thấy hai giọt nước mắt ứa ra trên gương mặt khắc khổ nhưng rất đàn ông ấy. Rất nhanh chị hiểu chuyện gì, chị hỏi, giọng chuyển qua đanh đá. Lại đứa nào nói anh hai bú chó rồi phải không? Tổ cha nó, anh hai nói tên nó ra đi, em đi kiếm nó liền, em chửi cho nó một chập, đánh chết mẹ nó luôn. Đứa nào anh hai? Ông Bành Kỳ lắc đầu, rút bàn tay khỏi tay người phụ nữ, rồi quệt nước mắt. Tám axit dỗ dành người đàn ông như mẹ dỗ con, cho tới một lúc ông chịu mở miệng. Nờ má thằng Ký Hoành, có ngày tao lấy thẹo đó. Lão Ký Hoành hả? Để ngày mai em tới công ty của lão, em tru tréo là lão ngủ với em rồi quệt tiền, coi ai xấu mặt. Không được, dù không người ta là xấu. Em còn tốt đẹp gì, cùi rồi đâu có sợ lỡ nữa. Nhưng mà thôi, anh hai nè, tối nãy lại với em nghe. Ông Bành Kỳ nhìn người phụ nữ, nhìn tận đáy mắt thèm muốn của chị ta. Chị thiếu tiếng gào thảm thiết như lũ mèo cái tới ngày động được. Ông nói, tắt đèn đi. Tám axit mừng rỡ làm theo lời người đàn ông. Sau đó chị ta bước ra tính đóng cửa, nhưng ông Bành Kỳ đã nắm tay chị ngăn lại và bảo, tao nói, tắt đèn đi ngủ, tao về. Người đàn ông bước ra khỏi nỗi khát cao của người phụ nữ, chân cao chân thấp lẫn vào bóng đêm xóm cây trứng cá. Chuyện kể thứ tư, Liễu, vợ Ký Hoành, có đôi mắt lá răm đa tình. Thuở thiếu nữ đã nổi tiếng lẳng lơ, lấy Ký Hoành, mọi người trong xóm cây trứng cá thừa biết là Liễu lấy gia tài của lão. Đôi vợ chồng như đôi đũa lệch, chồng hơn vợ 20 tuổi, chồng mập tròn như hột mít, vợ mảnh mai dễ coi, chồng ăn nói cọc cằn, vợ ngọt ngon miệng lưỡi, chồng đi làm đầu tắt mặt tối, đã giàu lại muốn giàu thêm, vợ chỉ một việc nuôi con, làm bếp. Nhưng người ta đồn rằng Liễu còn có một việc nữa để làm, đó là mỗi tuần chị ta về xóm Lò Vịt thăm má một lần, thăm rất đều, thăm một mình, thăm xong trở về nhà, mặt mày rất vui. Người ta giải thích là Liễu đi gặp tình nhân, một chàng trai vốn là người yêu cũ của chị, vẫn sống độc thân, chờ ngày chị thoát khỏi cảnh làm vợ Ký Hoành với một món gia tài. Chẳng ai hiểu sự thật ra sao, vì chưa một ai bắt được quả tang chuyện tình tự của họ. Chỉ biết chàng trai trong câu chuyện là có thật. Tên anh ta là Hớn, Năm Hớn. Ông Bành Kỳ chẳng xa lạ gì Năm Hớn. Ở xóm cây trứng cá, qua xóm cây mè, qua xóm Lò Vịt, ông Bành Kỳ nhận làm thuê bất cứ việc gì cần đến sức khỏe mà không cần đến sự khéo tay. Bữa củi, trộn hồ, khuân vác, đào ao, ông Bành Kỳ làm tốt để lấy tiền xài và tiền làm đám dỗ ba má nuôi là ông bà Mười Hổ. Người ta vừa mến
và sở bành kia. Mến ông ở chỗ làm việc cực lực để nhận tiền công, còn sợ ông ở chỗ có nhiều việc không ai thuê mướn, ông tự làm mà cũng rất cực lực. Tỉ như tự ý giúp nhà đám dựng rạp và tự coi mình là người chỉ huy. Tỉ như nắm gáy một cậu trai ham đánh bài hơn đi học, nhấc bổng lên liền ịch xuống đất, làm thằng nhỏ bị trẹo tay chân. Tỉ như chuyện với vợ Ký Hoành, sáng hôm sau ngày ông Bành Kỳ tới nhà Ký Hoành làm dữ. Sáng hôm ấy, ông Bành Kỳ đi chẻ củi thuê cho nhà Hùng Râu bên xóm Lò Vịt. Khoảng 10 giờ, ông nghỉ tay rút vô bên hông nhà chủ uống nước giải khát. Rồi ông ra bờ dậu sau đi tiểu. Phía bên kia dậu là nhà Năm Hớn và ông Bành Kỳ tình cờ nghe tiếng liễu trong đó. Ông đã trở lại sân trước, tiếp tục công việc được một lát. Nghĩ ngợi sau đó liền ngừng tay, rón rén ra bờ dậu sau nghe ngóng. Không thấy động tĩnh gì phía bên nhà Nam Hớn, ông trở về chỗ làm, rồi lại vẫn chưa hết nghi ngờ. Ông lại đi thám thính. Lần này, ông vạch dậu, lọt qua phía sau nhà Nam Hớn. Ông đi bước nhẹ, như một thằng ăn trộm, tới áp tai sát vách và nghe được những tiếng động mà ông biết chắc là từ việc của hai con được cái, trững giỡn mà có. Máu Hạo Hớn nổi lên, ông Bành kia đạp một đạp, làm bung cánh cửa sau nhà Năm Hớn, sộc thẳng vô buồng ngủ và chứng kiến cặp tình nhân đang làm cái chuyện đàn ông đàn bà, nhưng không hợp cả tình lẫn lý. Năm Hớn bị lôi ra sân, không một mảnh vải che thân. Ông Bành kia tri hô bà con đối xóm tới chứng kiến, và trước mặt mọi người, ông trỏ mặt Năm Hớn mắng: "Mày là đồ chó đẻ, lâu nay bà con đàm tiếu thì ra là sự thật. Đờn má, tao mà tha cho mày bữa nay, tao là con nói rồi, ông Bành kia sáng một bạt tay giữa mặt Năm Hớn. Mọi người nghe cái bóp kế đó thấy mau miệng mau mũi Năm Hớn ọc ra. Ngày trưa hôm ấy, ông Bành kia bị nhà chức trách mời tới ủy ban làm việc. Ông phải làm kiểm điểm về tội hành hung bị thương người khác và bị phạt lao động công ích mấy ngày. Ký Hoành sau vụ Liễu bị bắt quả tang của với trai, xấu hổ quá đã đuổi vợ đi. Liễu dọn về nhà má, ẵm theo cả thằng nhóc quăng. Ký Hoành chạy xe máy tới cướp thằng nhỏ đem về nhà mình. Sau đó ông ta phải xin nghỉ phép đột xuất mấy bữa để nhà lo cho thằng nhóc quăng. Nó nhớ má, khóc cả ngày. Ông Bành kia còn một ngày mới hết hạn lao động công ích, đi ngang qua nhà Ký Hoành, nghe tiếng thằng nhóc quăng khóc, chịu không nổi liền đẩy cổng vô gặp Ký Hoành: "Mày phải đi kêu con vợ mày về cho nó nuôi con." Ông Bành kia nói với chủ nhà như vậy. Ký Hoành trợn mắt: "Con đàn bà hư thúi ấy còn cho nó về được à?" Ông Bành kia cũng trợn mắt: "Sao không về được, nó là vợ mày." "Nhưng nó đang ngủ với trai, chính ông bắt gặp kia mà." "Phải, nó ngủ với trai thì mày không ngủ với nó nữa, để nó về cho nó nuôi con." "Không đời nào. Tao trị thằng Đâm Hớn đâu phải để mày bỏ vợ. Tao báo cho mày biết, mày không nghe lời tao, để thằng dốc quan nhớ má bỏ ăn. Rồi nó mà đau ốm, tao giết mày." Hăm dọa Ký Hoành như vậy, rồi ông Bành kia bỏ về nhà. Ký Hoành coi thường lời hăm dọa của ông, biểu môi nhổ một bãi nước miếng xuống sân. Không ngờ chiều hôm sau, dứt hẳn lao động công ích, ông Bành kia qua xóm Lào Vịt, bắt Liễu phải đi theo mình. Tới trước nhà Ký Hoành, ông kêu lớn: "Ký Hoành, ra mà nhận vợ." Thằng dốc quăng chạy ra trước, dạo tới ôm lấy má. Người đàn bà bế sóc con lên, vừa nượng nịu nó, vừa khóc ròng. Ký Hoành xuất hiện, mặt đỏ gay: "Con đĩ, mày đi ra khỏi nhà tao ngay, để thằng dốc quăng lại." Ông Bành kia bước tới trước mặt Ký Hoành, nhìn trừng trừng chủ nhà: "Mày nói thêm một tiếng, tao dặn cổ mày, rồi tao đi tù. Mày từng chửi tao là thằng bút chó phải không?" Gây nhắc, mặt Ký Hoành đang đỏ, chuyện gây qua màu xám quét. "Ờ đâu có, tao đâu có nói như vậy bao giờ. Nhưng tao đúng là thằng bú chó. Tao bú chó vì ba tao bỏ má tao. Má tao nuôi tao không nổi, bị bệnh chết. Tao phải bú chó mà sống. Trước khi ba má nuôi tao, đem tao về nhà nuôi. Mày hiểu chưa?" Ký Hoành không dám nói gì, chỉ gật đầu hử hử. Ông Bành kia trỏ Liễu: "Đem con vô nhà tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú, cho nó ăn." Ông lại giếng ngón tay giữa trán Ký Hoành:
mày đuổi vợ đi. Mày mà để thằng nhóc quăng không có người nuôi, nó phải bú chó như tao. Tao giết mày. Mày không sống được như một người đàn ông thì chết mẹ đi cho rồi. Rời khỏi nhà Ký Hoành, ông Bành Kỳ đến quán Úc Cần ngồi nhậu một mình. Khách các bạn bên bước qua, kính ông Hai một chung. Tới cả chục người, ông Bành Kỳ nhận hết. Trót một tiếng, một chung. Trót tiếng thứ hai, hai chung. Ông Bành Kỳ uống rượu như uống nước lã. Ngày ngày giữa những lời tán tụng của người mời rượu về hành động của ông với Nam Hớn, lúc ông kêu tính tiền, Úc Cần không nhận, lý do là hưởng ứng nghĩa cử của ông. Úc Cần liền bị ông chửi cho một chập với những lời tục tiểu, rồi ông đặt lên bàn một số tiền, bỏ đi. Ông ghé lại nhà Tám Axit, người đàn bà đang ngồi vá áo, vội lấy khăn che mặt, rồi rót nước đun sôi để nguội mời ông. Chị ta một mực đòi ông kể cho nghe chi tiết chuyện Bắc Ký Hoành nhận vợ. Ông Bành Kỳ chỉ kể vắn tắt. Tam Axit cười hì hì. Rồi dài bữa lại hú hí với nhau thôi. Kệ chúng đó. Trợ mắt người đàn bà phía trên cái khăn bịt mặt bỗng xù xuống. Phải rồi, dầu gì thì họ cũng vẫn được coi là người tử tế, chẳng như thân em, ai cũng coi thường. Ông Bành Kỳ không nói gì. Một lúc lâu, ông đứng lên bảo Tam Axit, thôi, tắt đèn đi ngủ. Tam Axit đứng lên tiện khách như buổi tối nào. Nhưng thật bất ngờ, người đàn bà thấy Bành Kỳ đứng trong nhà mà khép cửa. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hạo Hớn Miệt Vườn của tác giả Khôi Vũ. Và thưa quý vị, thường thì trên kênh của Trinh sẽ gửi đến cho quý vị những video truyện không dưới 40 phút đúng không ạ? Và vừa rồi thì quý vị có nghe truyện Hạo Hớn Miệt Vườn xong thì truyện có hơi ngắn và Trinh biết là quý vị cũng rất là hụt hẫng. Vì vậy cho nên mà tối hôm nay Trinh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những truyện ngắn khác. Và Trinh cũng chia sẻ thật một chút xíu luôn. Nếu quý vị nào có hay nghe sách nói cũng như là yêu thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì quý vị cũng đã biết hiện những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã được bên nhà xuất bản trẻ mua tác quyền và nhà xuất bản trẻ đã ký kết độc quyền để bán tác quyền sách nói cho một bên khác. Cho nên là những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì Trinh không mua được. Lúc trước thì Trinh cũng có liên hệ với bên nhà xuất bản trẻ để xin phép mua tác quyền truyện của một số nhà văn nổi tiếng, trong đó có Nguyễn Ngọc Tư. Thì trong quá trình làm việc với mấy chị bên nhà xuất bản trẻ thì các chị cũng cho biết là cần phải có một cái giấy phép xuất bản thì Trinh mới được phép mua tác quyền truyện và sau đó mới được phép đọc truyện và đăng lên kênh của Trinh. Do Trinh thấy thủ tục rất là rườm rà và khi ấy thì giá tác quyền truyện của những tác giả nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Tư cũng rất là đắt luôn, cho nên là Trinh không có đủ kinh phí để mua. Và hồi đó không đủ kinh phí thì bây giờ cũng không có đủ kinh phí luôn, cho nên là bây giờ Trinh sẽ coi như là lén đọc hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư để gửi đến cho quý vị trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng bỏ lỡ nha, xin mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe truyện. Truyện ngắn Biển Người Mênh Mông, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Chỗ sơn ấy hồi hè tụi con nít còn cò cò u hơi, vậy mà mới dài ba trận mưa đã mênh mông nước rồi, bèo lắm tắm xanh, rau ngổ rau muống mọc đầy, dương những cái ngọn non vuốt trắng phao phao. Từ ngoài đường vào khu nhà thuê chỉ còn một lối nhỏ lát gạch tàu rêu trơn tuột. Dặn hoài nhưng đêm qua ông già Sáu Đèo lại trợt chân. Ông còn ngồi loay quay ngồi góp dưới sân bèo thì giữa lúc Vi về, anh hỏi: "Trời đất, làm gì ngồi đây?" Ông Sáu cười, hàm răng trống trơ, móm mém: "Qua chợ chú em về." Vi nắm tay đỡ ông chạy, xốc ông lên vai như xốc một đứa bé lên 10.
Ông già dụi cái mặt già nua vào tóc anh, biểu: chú em, tóc dài rồi, xong chịu đi cắt đi, thanh niên để dạy coi bậy hay lắm. Vì không nói gì hết, lòng anh lặng đi, nghe dối rang cả ngực mà không biết niềm nhớ nó đang cựa quậy chỗ nào. Lâu lắm rồi mới có người nhắc anh chuyện tóc tai. Hồi ngoại phi còn sống, thấy tóc anh ra hơi liếm ót là bà đã cằn nhằn: cây thằng, tóc tai dĩa mà sắp xải hết du côn. Phi cười: con làm nghệ sĩ, tóc phải dài chút đỉnh cho ngoại. Ngoại anh nạt: người ta là nghệ sĩ là nhìn tài, nhìn tánh, chứ nhìn mái tóc sao. Phi không cãi nữa, cầm mấy ngàn chạy đi, lát sau đem cái đầu tóc mới về. Nói cho cùng, anh không nghe lời ngoại thì nghe lời ai bây giờ? Phi sinh ra đã không có ba. 5 tuổi rưỡi, má Phi cũng theo chồng ra chợ sống. Phi ở với bà ngoại, chiêu chích quanh quẩn bên chân bà như gà mẹ gà con. Thấy Phi suốt ngày tha thủi một mình, ngoại biểu đi hàng xóm chơi, Phi lắc đầu: đi đâu ai người ta cũng bảo giống ông Hiểu nào á, trưởng đồn dàm mắm nào á, còn với ổng nước lã, người dân bà ngoại. Ngoại không nói gì, lặng lẽ ngồi đương thúng. Dường như trong mình có chỗ nào đó đau lắm, nhói lắm. Phi 10, 15 tuổi đã biết rất nhiều chuyện. Thì ra đã không còn cách nào khác, má mới bỏ Phi lại. Sau giải phóng, ba Phi về, xa nhau biển biệt 9 năm trời. Về nhà thấy vợ mình có đứa con trai chưa đầy 6 tuổi, ông chết lặng. Cũng như nhiều người ở rạch dằm mắm này, ông ngờ rằng má Phi chắc không phải bị tên đồng trưởng ấy làm nhục. Hăng lui tới, dè dãng hoài, lâu ngày phải có tình ý gì với nhau. Nếu không á, thì giữ cái thai ấy làm gì, sinh ra thằng Phi làm gì. Ngoại Phi bảo: tụi bay còn thương á, thì mai mốt ra tỉnh nhận công tác, rủ nhau mà đi, đẩy thằng Phi lại cho má. Sau này ngoại hỏi Phi: ngày xưa ngoại tính vậy, còn có buồn không? Phi cười: làm gì mà buồn, ngoại. Nếu chuyện con ở lại, làm cho hết thảy mọi người đều đầy huề vui vẻ, thì con cũng vui chứ. Má cũng hay về thăm Phi, thường là về một mình, tất bật, vội vã, không làm gì cũng vội vã. Lần nào cũng hối hả, kéo Phi vào lòng, hỏi còn tiền xài không? Lúc rầy học hành thế nào, có tiếp ngoại giót nang không, sao mà ốm nhom vậy. Rồi từ từ má chỉ hỏi anh chuyện tiền xài thôi. Hết cấp 2, Phi lên thị xã mướn nhà trọ học. Một năm mấy lần lại nhờ má đi họp phụ huynh. Gặp bữa mưa thì trầu lên mái nhà thông máng xối, khi thì tiếp má khiêng mấy tấm đan lót sân sau. Thấy gì làm nấy như ở nhà mình. Bà Phi thì hội họp công tác liên miên, Phi ít gặp. Ông thay đổi nhiều, tướng tá, diện mạo, tác phong, nhưng gặp Phi, cái nhìn vẫn như xưa, lạnh lẽo, chua chát, lại như giễu cợt, đắng cay. Mà ba thì dứt khoát, không nhìn con như vậy. Ông hay chê Phi với má: cái thằng, lừ đừ, không biết giống ai. Còn có thể giống ai? Hết lớp 10, Phi vừa học, vừa tìm việc làm thêm. Má anh rầy: bộ má nuôi không nổi sao? Phi cười: má còn lo mấy đứa em, phải lo cho tụi nó học cao hơn nữa. Tự mình con sống cũng được mà má. Hồi con mới dạy 3 tháng tuổi, lúc biết lật có khi quăng cái đít không qua. Không phải ngoài đã biểu má đừng đỡ tiếp, để sau này làm việc gì con cũng tự làm được đó sao má. Rồi Phi thôi học đi theo đoàn hát. Má anh giận tím ruột bầm gan: ai đời, ba mày làm tới chức phó chủ tịch, không lẽ không cho mày một chỗ làm tử tế? Sau này giá cây đờn đi hò hát long bông, làm vậy khác nào làm ông mất mặt. Chỉ ngoại Phi là không rầy. Ngoại anh hỏi: bộ làm nghề đã vui lắm hả con? Thoải mái chứ gì. Phải rồi, hồi xưa má còn để rớt con trên bờ mẫu, mở mắt ra đã thấy mênh mông trời đất rồi. Bây giờ bị bó buộc, con đâu có chịu. Phi chỉ cười cười mà không nói. Hồi còn ở đoàn cải lương Bông Tràm thì vui, đông dài quân sĩ cũng vui. Rồi đoàn giải thể, Phi bên ca múa nhạc nhận Phi về.
mùa nắng thì đi nông thôn, mưa ở lại thị xã. Bạn đồng nghiệp rủ Phi đi hát rong ở mấy quán nhậu, nhà hàng, chạy xô đám tang, đám cưới. Chỉ thiếu điều ôm cái thùng kẹo kéo ra ngoài đầu chợ, vừa hát vừa rao thôi. Mà ban đầu thấy ê chề, tuổi cực lắm, bây giờ thì không bỏ được. Chỉ được sống tự do tự tại, được hát để dời đối lòng, chứ không hẳn gì đôi ba chục ngàn bồi dưỡng mỗi đêm. Nếu không có hợp đồng đi hát xa, thì 3 giờ chiều Phi giác cây đờn ra quán đến tận 2-3 giờ khuya mới về. Lúc về đã say, thì khách người ta mời mỗi bàn mấy ly nào bia, nào rượu, trộn lẫn lại, làm gì mà không say. Say rồi hát nghiêu ngao trên đường về. Nhờ vậy mà người ở xóm lao động nghèo này biết thằng Phi nghệ sĩ vẫn còn ở đây. Trong căn nhà cửa trước lúc nào cũng khép im ỉm, ở trong cái tổ bê bối của mình, Phi ngủ dùi đến trưa hôm sau. Ngoại biểu anh cứ dở hoài, nhưng Phi nghĩ mãi, có ai chịu đựng được anh chồng lang thang say xỉn như mình. Hồi còn là một hòn máu thoi thót, anh đã làm khổ bao nhiêu người rồi, bây giờ lấy vợ không phải lại làm khổ thêm một người nữa sao? Rồi ngoại Phi nằm xuống dưới ba tấc đất. Đôi bông tai bằng cẩm thạch ngoại để dành cho cháu dâu vẫn còn nằm im trong hộc tủ thờ. Còn một mình, anh đâm ra lôi thôi. 33 tuổi rồi mà sống lôi thôi. 33 tuổi rồi mà còn nghèo hoài. Nhiều bữa trời mưa thức dậy thì không thấy đôi dép đâu, cái thau nhựa bể phành, dành để giặt đồ đủng đỉnh trôi lại. Bẹo theo nước mơn mang mấy cái chân giường. Ngó cảnh nhà, Phi tự hỏi, mình sống bê bối từ hồi nào vậy cả? Từ hồi nào thì phong trần, bụi bặm, khắc khổ, ăn bận lôi thôi, quần xin bạc lỗ chỗ, lai rách te tua, áo phong dài quá mông, râu ria rậm rạp, bông tay dài, tóc dài. Từ hồi nào muốn soi kiến phải lấy tay dẹt mớ râu tóc ra, nhờ người ta dẹt bụi ô rô. Không biết có ai la rầy, có ai để ý đâu mà biết. Má anh lâu lâu lại hỏi anh đủ tiền xài không. Bà có nhìn anh nhưng không quan tâm lắm chuyện ăn mặc tóc tai. Ngoại ngoại ra, chị Công già Sáu đều nhắc anh chuyện đó. Ông già Sáu mới dọn lại, thuê một căn chung vách với nhà Phi. Ông cũng nghèo. Lúc chuyển đến, đồ đạc chỉ gói gọn 4 cái thùng cắt tông. Dọc đường rớt đâu mất một thùng đựng mùng mền, quần áo, nên chỉ còn bộ đồ duy nhất dính da. Ai cũng ái ngại. Ông Sáu phủi tay cười. Thôi, của đi thay người. Bà thứ đó mà nhậm gì, mất con quỷ này mới tiếc. Ông chỉ tay vô cây lồng trùm vải xanh, mở ra nhìn thấy một con bìm bịp, chỗ nào cũng đen trũi, trừ đôi cánh màu xám. Đám trẻ xúm lại bảo nhau, ngộ quá ha, nó hót làm sao? Bậy, bìm bịp đâu có hót. Nó kêu, tiếng của nó phát ra từ trong cổ họng này nè, giọng nó ấm lắm. Tiếng kêu phát ra từ tâm lòng mà. Mấy con chim há mỏ ra hót lách chách, thấy vậy chứ không chân tình đâu. Rồi ông già dừng lại, nuốt nước miếng, hạ giọng, con người ta cũng vậy thôi hả? Đám trẻ nớn ná chờ hoài, mãi con bìm bịp mới cất tiếng kêu. Tụi nó tiêu nghỉu, kêu gì mà buồn thấu trời. Ông già cười hỉ hả, buồn hả? Buồn chứ sao không, trời sanh ra cho nó còn mắt đỏ như khóc vậy, không buồn sao được. Lúc đó Phi dừng ngủ dậy, đứng lặng lắng nghe tiếng bìm bịp buồn buồn xa vời vợi trong ánh nắng chiều. Phi nhớ chuyện dừa nước xanh miết ở trước nhà ngoại mình, nhớ đứt ruột. Lúc đó ông già đang mặc độc cái quần tà lõn đã săn cón, gội giặt bộ đồ kaki màu cất ngựa, thân hình nhỏ quắc quằn quặc, chép miệng, con trời giật này lại kêu bậy, giờ này con nước đang chuẩn bị rồng sát đấy. Qua rạnh con nước tháng 3 này quá mà, nó bỏ sông lâu quá rồi. Chú em mày nhớ quê hả? Phi gật đầu. Ông già rủ, vậy chút nữa qua nhà qua dâm nhi mấy ly chơi. Phi không ngần ngại nhận lời. Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. Và ông Sáu có sẵn rượu, nhưng ông bảo
không phải ông Ghiền, sẵn rượu để gặp Tri Âm nhằm như chút chơi. Quà thích chú em, quà mới mời. Đi lại vài ly, ông già hỏi. Chú em đang đau ở trong tâm phải không? Chỉ có người đau mới uống được chút như vậy. Phi cười, anh giống ít lời, lại không thích kể lể chuyện mình. Ông già lại không ép, ông nói nỗi buồn như cái ao, càng đào càng sâu. Ai ác làm gì? Mà cái ông già này chắc cũng đang đau, cũng uống từng chút một đó chứ. Và uống tới chừng nào đó, ông già còn gõ chén ca, cho biển biệp kêu nước lớn cho em ơi, buôn bán không lời, cho buôn bán không lời, chèo chóng mỏi mê. Giọng ông già nghẹt mũi tựa như khóc, rồi ngoảnh ra sân vắng. Ông già chát lưỡi. Chà, tới sáng mai không biết đồ có khô kịp không đây. Phi về lục đội cho ông dài ba cái quần tây với áo lẻ. Lúc trở qua, đã thấy ông già treo bộ đồ trước mặt, vừa uống vừa quạt, dáng điệu vừa trịnh trọng, vừa nhẹ nhàng, nâng niu như đang quạt cho người yêu mình. Sáng sau, lúc Phi còn đang ngủ, thì ông già sóc dỗ dách. Qua đi đây, cho em nhớ dậm chừng con quỷ sứ dùm qua ngang. Vì chợt tỉnh, bàng hoàng, đó là lúc anh đang mơ màng, nghe tiếng mưa long tong trên mái nhà. Vì đang thèm ai đó gọi mình thức dậy. Đợi qua cơn xúc động, thì ông già đã đi xa rồi. Ông Sáu Đều làm nghề bán vé số. Có tối ông gặp Vi ở ngoài quán, lúc thì cho hay, sao phơi dậy mà để mưa ướt nhem vậy? Sao đồ ăn không chịu đậy kỹ, để mèo vô ăn hết cá chiên rồi? Nó còn tha cái đầu qua nhà qua. Nhưng lần nào ông cũng đứng nghe anh hát hết bản, vỗ tay xong ông cũng qua. Không phải cái kiểu kẹp tờ giấy bạc giữa hai ngón tay rồi ve phải trước mặt anh. Ông từ tốn rút trong túi ra tờ giấy bạc 2000, nhét vào túi Phi, rồi cài nắp túi cẩn thận, trân trọng như trân trọng người nghệ sĩ. Trời trở chướng, ông Sáu thằng đào giấc mình. Phi qua nhà cạo gió cho ông, lần theo những chiếc xương gồ ra trên thân mình nhỏ thó, ốm teo. Phi buộc miệng. Bác sao ốm quá à? Ông già Sáu cười. Tên chết mấy lần rồi, nhưng còn mắc nợ đời. Nợ thì phải trả, chưa bỏ đi đâu. Thứ nhất là nợ con quỷ sứ này nè. Tội nghiệp. Ông kể, có lần định đem con biềm biệp cho người ta. Cậu đó cũng tử tế lắm. Bữa đó nhậu cườm cườm, qua dưới đó mới bàn về rượu. Qua đói chui hộp á, mà ngâm rượu, uống say lúc nào không biết. Nó cãi, biềm biệp ngâm rượu mới thiệt là ngon. Qua thôi, sau này á, có ông cán bộ giàu lắm, mua vé số của qua hoài. Nghe kể có con biềm biệp, ổng xin qua đem lại, nhưng cả tuần đó không kêu tiếng nào. Thấy qua lại thăm, nó nhìn đứt ruột lắm. Qua xin lại, đem về. Những thứ quê mùa như đó, ở nhà lầu á thì không cất tiếng được. Ông biểu, sống một mình thì buồn lắm, chú em nên nuôi con gì đó, còn vợ thì tốt nhất. Nếu chưa tính chuyện đó được á, thì nuôi chó mèo, chim chóc, đừng nuôi sáo. Nuôi sáo kết cục á, rồi cũng chia ly hả? Nó bay sổ lòng, chết yểu. Kiếm thứ dân giả mà nuôi, để nhớ quê, nhớ gốc rễ mình, để đi đâu á cũng muốn về nhà. Như qua, nhiều lúc phò con biềm biệp này như phò bà già vợ vậy mà vui. Đi bán ở đâu, lâu lâu ông cũng tạt về nhà, quăng mấy con cá ương cho con quỷ sứ. Xong rồi, từ giả. Thì đi ngang. Trời mưa dầm, ông già đổi áo đi kiếm cóc, rắn mối cho nó ăn. Vui buồn gì, cũng tía tía con. Có đêm, con biềm biệp kêu suốt. Những tiếng biềm biệp ngắn ngủn, buồn thiêu thiểu. Ông bảo với Phi, nó nhớ sông đó. Lúc nào qua thấy nhớ sông, nó đều kêu như vậy. Ông kể, hồi trẻ ông toàn sống trên sông. Ông có chiếc ghe, hai vợ chồng lang thang xứ này xứ nọ. Gặp mùa lúa thì gặt mướn, gặp dịch bầy đổi đồng thì chở thuê, gặp rẫy bí, rẫy khóm thì mua về bán lại chợ nổi Cà Mau. Nước ngược cắm sào đậu lại thổi cơm. Biềm biệp kêu, nước bò lên bãi. Ông cho ghe ra bến. Cuộc sống nghèo vậy mà vui lắm. Vì hỏi, vậy bác Sáu gái đâu rồi? Ông già rên kẽ. Chú mày cạo mạnh tay làm quà đau quá. Ông quay lại, gương mặt vàng vụa nước mắt. Vì giật mình,
hỏi quýnh quán. Con là bác đau thật à? Chỗ nào vậy bác? Ừ, cái chỗ này, chú mày không làm qua hết đau được đâu. Ông già sáu miếu máu, chỉ về phía trái tim. Cô đi rồi, sống khổ quá, nên cô bỏ qua, cô lên bờ, không tự giá gì hết. Bữa đó, đúng là qua bậy, qua dậu xỉn quá trời, rồi cũng có cự cãi mấy câu. Cảnh nhà hỏng con, nên sanh buồn bực trong lòng, qua có hơi nặng lời. Cô khóc, lúc thức dậy á thì cô đã đi rồi. Qua đã tìm gần 40 năm, giờ già cả thấy, 33 bận. Lỗi gần rã cặp giò rồi á, mà chưa thấy. Kiếm để làm gì hả? Để xin lỗi cho làm gì bây giờ? Mà kiếm hoài không gặp. Qua sợ mình mắc dở rồi, nên nhìn không ra cổ. Tới chết không biết có gặp được không? Ông sao ngừng lại, lấy tay quệt nước mắt. Cái con bìm bịp quỷ này, nó cũng bỏ qua mấy lần, nhưng ngủ một đêm trên đọt dừa, nó lại quay về. Sao cô không quay lại? Vì không biết. Không biết. Vì không biết nên ông già phải đi tìm để hỏi cho ra. Rồi một bữa, ông bày ra bữa rượu để từ giả phi. Ông bảo đã ở đây 1 năm 2 tháng 19 ngày rồi. Ngõ nào cũng đi, hẻm nào cũng tới, mà người thương đâu chưa thấy. Vì hỏi ông sẽ đi đâu mà cảm giác giọng mình đang run rẩy. Ông sáu cười. Chà, để coi, chỗ nào chưa đi thì đi, còn sống thì còn tìm. Qua nhờ chú em một chuyện, chú em nuôi giùm qua con quỷ sứ này. Qua yếu rồi, sợ có lúc giữa đường lăn ra chết. Để con trời giật này lại không ai lo. Qua tin tưởng chú em nhiều, đừng phụ lòng qua nghen. Vì dạ. Ông dặn đi dặn lại, con bìm bịp này ăn tạp lắm, nó khoái ăn cá ương cá chết. Chú em mày đừng có sợ nó hư bụng, nó sành ăn tổ cha. Cũng đừng chấp đê mấy thứ hư thối đó. Cho dù ăn gì thì nó cũng kêu hay, như con người ta vậy. Nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau. Mai mốt nó đẻ trứng, chú em lấy giấu đi, để nó thấy mấy cái trứng mồ côi đó tuổi. Hai người ngồi ở sân sau, dưới một đêm trăng sáng, trăng đầy. Có lần ông bảo, sương giấc ạ, là được uống rượu dưới trăng. Chú mày uống đi. Buồn gì, hai đứa mình có duyên gặp đây á, có phải là vui biết bao nhiêu không? Nhưng qua có lời dặn lại, chú em đừng bao giờ uống say quá. Chỉ những người sầu muộn mới uống say thôi. Ông đi rồi, chỉ còn lại Phi và con Biền Biệt. Thấy nó cứ thắt thỏm mổ cây mỏ vào mấy nang tre. Tưởng nó đói, Phi đi bắt rắn mối cho nó ăn, nhưng nó không ăn. Cả đêm kêu thê thiết, những tiếng bíp bíp nhỏ xuống cái sâm rạch chùa, từng giọt như giọt máu. Vì dở cửa lòng, con bìm bịp đập cánh sao xác, đương niễn đầu nhìn anh buồn lắm. Sao anh ngồi đây mà tía tôi đâu? Vì cười buồn bã. Ước gì tao biết được bây giờ tía đang ở đâu. Tía thấy tao buồn nên để mày ở lại. Nhưng rồi lúc ông già bé nhỏ ấy buồn, ai kêu nước lớn cho ông nghe? Từ đấy, ông già sáu đều chưa một lần trở lại. Từ đấy, giữa biển người mênh mông, Phi gặp biết bao nhiêu gương mặt, cùng cười đùa với họ, hát cho họ nghe, cùng chạm ly uống đến say. Nhưng không ai dắt Phi cắt tóc đi. Đàn ông đàn an, ai để tóc dài? Biển người thì mênh mông vậy. Truyện ngắn Bão Đêm, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Chiếu nhà mình mới hơn của họ. Chinh nghĩ vậy, ngay khi chợt thấy cả nhà Kim dời trên tấm chiếu trải phía góc phòng. Tự anh thấy ý nghĩ đó phù phiếm đến nực cười. Sao không tính coi phải đối xử với nhau kiểu gì? Làm sao đi qua cái đêm mưa bão dài vô tận này, khi anh và họ tình cờ bị dồn vào một căn phòng vốn là lớp học, đầu đuôi chỉ 20 thước vuông. Nhưng đây là chỗ cuối cùng cho những người tránh bão muộn, như kẻ miễn cưỡng rời nhà đi với ý nghĩ
bảo sẽ không nể nang mà quét sạch không chừa một thứ gì. Đâu dễ thuyết phục do bọn người lì lợm ấy. Ông trưởng ấp xách đứa con nít nhỏ nhất bỏ chạy, đặt dấu chấm hết cho cuộc giằng co. Đứa bé bị kẹp cứng trong tay kẻ lạ, kêu khóc cho tới khi cha mẹ nó lúc cúc đuổi kịp, nhưng chẳng thể giằng lại con, bởi tay xách nách mang những mụn mền chiếu gối, son cơm vừa chín tới, và cả những thứ tuyệt đối vô nghĩa như đôi ảnh thờ người quá cố. Lúc buồn mấy giỏ đồ lên thềm trường học, chính còn nỗi khùng nghĩ sao mình phải kiệt sức vì những thứ này. Chỉ một đêm, người ta đâu có cần quá nhiều vậy. Lúc đó anh chưa nhìn thấy Kim đang ngồi níu cái lưng quần của đứa nhỏ nhất, giữ cho nó khỏi bò qua bò lại bụng một gã chừng như chồng chị, đang nằm vẹ ra ngủ mà kệ trời. Giờ người ta có cạo đáy nồi, nói cười gian động cũng không chọc thủng chiếc giỏ trong suốt mà giấc ngủ sâu dần quanh người đàn ông. Thay mơ giỏ chưa mở miệng, anh đoán nhà họ tới đây cũng chưa lâu. Chắc là gã chồng đã ngáy ngay khi trải chưa thẳng chiếu. Gương mặt Kim đâm thẳng vào mắt anh, gây nên cơn mù cấp. Mất một lúc say sẩm, anh mới nhận ra trong căn phòng đầy người lạ, có vẻ họ ở chòm nhà giữa đồng khơi, không phải dân xóm anh. Hẳn là họ quyết ở lì với nhà cửa chờ tới phút cuối cùng, phải bỏ rơi tổ ấm lại trong họng bão. Chỉ hiện diện của Kim là chính không sao cắt nghĩa nổi. Tại sao cả nhà chị lại ở đây? Nhưng anh nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra nghĩ về Kim vào lúc này quả là hoang phí đối với anh. Chính ngán ngẩm ngó bọn con nít ỏm tỏi lên, bên cạnh vài bà già ho và than vãn. Không có đàn ông, và sòng dậu căn phòng bên kia chết phần nào giải thích tại sao đàn ông vắng mặt mấy vuông chiếu. Mỗi gia đình một chiếu, đông lắm thì chiếu rưỡi, ở đời chốn dành cho dân tránh bão, không phân biệt ai dựng rộng ao sâu, nhà ba gian hai trái, hết thảy chịu trận nằm ngồi chỉ trong tấm chiếu. Chợt dậy, ăn kiểu gì? Đi! Chính nói lúc xốc cái giỏ lên, tự thuyết phục rằng cái chỗ trống người ta vừa miễn cưỡng dẹp ra dành cho gia đình anh hẹp thiệt, không phải vì Kim đang ở kia. Nhận đoán được ý tưởng tháo chạy của anh, ông trường ấp hiện ra ngay bên cửa, gõ trời thở dài. Mưa lớn quá tay. Lời chừng như bâng quơ, nhưng khiến chính chấp nhận chuyện mình thật sự bị mắc kẹt lại căn phòng trú bão này, và không cách nào có thể thoát khỏi nó khi mưa dày ngoài kia. Bóng tối cứng đanh dựng tường thành, cầm tù những con người nhỏ bé. Anh còn biết đi đâu khi cơn bão bắt đầu cuộc càn quét. Và vợ anh đang ngồi bẹp xuống sàn nhà cho đứa 13 tháng tuổi bú, mệt vì khóc suốt quãng đường từ nhà tới đây. Con nhỏ chưa no đã muốn buông vú ngủ ngang. Thằng anh đó đang lụi hụi trải chiếu ra, tay không chịu buông cái gối bốn góc đã bị thâm kim mà nó đã mút suốt từ hồi cai sữa. Chiếc chiếu bông cô chống lại đứa trẻ 4 tuổi. Và anh biết nếu không giúp nó, chắc tới khuya mới có chỗ cho vợ con cả lưng nằm. Giờ lúc anh muốn bận rộn tay chân để khỏi để ý ánh mắt Kim, lúc này đã nhận ra anh. Với một chút sảng sốt, chị ngó nhanh ra cửa. Cô ta muốn tháo chạy, chính đoán vậy, nhưng người đàn bà ấy cũng bị giam cầm trong mưa dày không đáy, cùng với ba đứa con gái, lớn nhất chưa đầy 10 tuổi, nhỏ mới lẩm đẩm biết đi, và cả chồng chẳng biết đang lạc tới mơ nào. Hói đâu thua mình. Chinh nghĩ lúc nhìn vào mảng đầu trống trải của gã, với một chỏm tóc còn sót phía trên đỉnh trán phất phơ. Anh nhớ mình không nhìn về phía đó, nhưng chợt thấy một vách trách trên cổ gã. Và Kim đang dùng cái nắp nồi cô đánh lạc hướng đứa nhỏ ra khỏi bụng cha. Nhưng em bé nhanh chóng chọn lựa khoang bụng phập phồng. Chính nhớ mình đã giữ cái nhìn trống rỗng nếu buộc phải lướt qua, nhưng nhanh chóng nhận ra cả khi quay mặt vào trong vách cũng không sao dỗ sạch hình ảnh của bọn họ. Kim chừng như cũng chẳng thoải mái chút nào.
chị ta buộc tóc, chải đầu cho đứa con gái giữa. Tét đít nhỏ chị đó chẳng có lý do. Chị dây qua góp chuyện với người bên kia chiếu, xong lục lọi gì đó trong mấy cái giỏ. Buộc lại tóc, chị kéo tay chồng khép sát bên sườn, rồi nhanh chóng bỏ cuộc khi nó lại căng phề ra như cũ. Mở giỏ, lôi cái mền tía ra, nửa chừng vét vào. Chẳng ai có thể tự nhiên như không trước một người từng thuộc lòng, từng cái thẹo vết chạm trên da thịt mình. Lâu rồi Chính không gặp Kim. Phải, từ hồi chị lấy chồng, đám cưới đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ. Chú rể là một thằng con trai lạ quắc, bên phong thành Tây. Chính cùng đám thanh niên trong xóm không thể tìm ra điểm yếu của gã. Kẻ lạ thì không có điểm yếu, chẳng có gì để dèm xỉm bỉ bai. Đám con trai những đêm qua nhà Kim mượn rượu, hát vóng lên cái câu hát không thể cũ hơn: chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yếu mẹ già. Bản thân câu hát ấy cũng vô vọng. Nhà Kim hãy còn 7 anh chị em khác sẵn sàng đắp ấm cho cha mẹ già khi trở bất. Từ khi biết tin Kim sẽ lấy chồng cho tới khi cô dâu bước xuống tàu đi mất, Chính không nhận được lời giải thích nào cho cái chọn lựa đột ngột đó. Anh rơi vào một lớp mù sương, càng dùng dãy càng bị nó thích chặt. Tệ gì mà không tự giả nhau một tiếng. Anh cay cú, dù anh không chắc lời chào sẽ thay đổi được bản chất của sự thật hiển nhiên, anh đã bị bỏ rơi. Nhiều năm sau đó, Chính vẫn phải thường xuyên thuyết phục mình rằng anh quên Kim rồi, quên sạch. Còn đàn bà đó chẳng đáng gì để anh phải bỏ xứ mất hút vào những khu công nghiệp miền Đông, rồi lấy ngay cô vợ trong một đám cưới trình trang đã nổi bọn anh phải tăng ca suốt một thời gian dài để trả nợ. Một bữa vợ về giữa ca ngày nói tụi mình về bên anh sống, trồng kiển, nuôi gà. Chính tưởng là mơ, nói lúc dậy đã thấy chị gói ghém hành lý xong rồi, đã mang hết nồi niêu, tủ bàn cho bạn trọ. Đầu tóc chị vẫn còn ám khói, nhà máy chị làm vừa cháy rụi lúc xế trưa, vài người trong tổ chị bị kẹt lại trong đống lửa. Nhớ tới đó, một cơn giận rang lên mặt mày. Nếu vợ không đòi về, anh đã không mắc kẹt trong cơn bão này. Mùa cúc rễ mạc năm ngoái, bầy gà bị cúm chết như rạ. Không phải ở cùng phòng người đàn bà, chỉ nghe tên thôi đã giận muốn khùng. Giờ chị ta đang ở trước mặt anh, tóc thưa, cháy ngọn, đôi vết nám tròn bằng cu chén nằm cân đối hai bên má, cầm có túi nọng, chân mày xăm xanh rợn rợn. Ngó sang vợ đang rút con ăn cơm, chan nước lã với mấy khúc cá muối chiên chưa tơi lửa. Dưới ánh đèn neon trắng đục, sắc da chị càng xanh xao như hồi nào giờ vậy. Dù dầm mưa nắng cũng nhiều, anh tự biết mình đang tầm thường hết chỗ đói, nhưng không khỏi nghĩ vợ mình đẹp hơn Kim. Do một chút hả hê giấy lên, hổ thẹn trong lòng, vợ đó cũng hao đi một chút. Đó là tất cả những gì anh có thể làm để không ngã gục. Việc anh có mặt ở nơi trú bão chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài chứng thực anh nghèo, yếu đuối như những người nghèo khác, những người không thể chống đỡ nổi cơn gió giật cấp 12. Phải nhà đốt mái bê tông, xây tường gạch thì đã không phải tháo chạy tới đây. Trong anh đầy giận dữ, cơn bão, căn nhà cổ mối mọt cha mẹ để lại cho anh, Kim, ông trưởng ấp, hai đứa nhỏ con mình, anh muốn tét đít cho chúng khóc lên cho hả giận. Nhưng vẫn cố nâng thằng nhỏ trên đôi chân mỏi rã của mình, hát xích đua tiên, kiếm tiền cưới vợ, đứt dây bầu, ở đợ vợ ăn, như một người cha hết mực cưng trẻ nít. Đàn ông như cậu khó kiếm lắm nghen, đâu như thằng con thím vừa tới là đã tót qua bên kia nhậu. Bà già chứa bên với qua khen. Và anh hận là những mưa vừa bị gió ném vào vách gây ồn, khiến tiếng bạc không thể gian qua chỗ Kim ngồi. Chỉ chút lơ đễnh mà thằng con anh chực nhau đi, nhập giới tụi nhỏ bên nhà Kim. Chính sợ mấy đứa sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau, hoặc không, và dù tụi nhỏ có cấu nhéo làm giặc, cũng đẩy anh vô tình thế phải chạy sang bên đó
xe lẻ chúng ra. Hình dung đó làm Chính khó chịu. Cô dư địch thằng nhỏ vào trong những trò chơi mà chính anh cũng nhận ra chúng chán vô phương tả. Thằng con anh nhanh chóng kiệt sức, đôi gết chân lên vách tường chi chít vết mực, mút gối. Thà mút gối còn hơn chơi với anh. Kế bên nó là đứa em gái bú no nằm ngủ phơi rúng, giặt áo lất vất trên cái rúng sâu. Giờ anh nằm phía ngoài cùng, lạc nửa người ra khỏi chiếu, mặt chăm chú như nhìn gì đó trên trần nhà, là như đang lắng nghe tiếng gió hú mang dại ngoài kia. Chết, lúc đi quên tắt bếp. Vợ Chính bỗng dưng lên tiếng. Chị nhắc anh nhớ về 200 chậu cúc đại đoá đang ra nụ mà anh đã hạ dàn từ ban sáng, để chắc chắn chúng sẽ ngập úng khi nước sông dâng lên. Kiểu nào thì bọn nó cũng chết trước khi những cái bông rộ nở và phiên chợ cuối năm thoát cái xa vời. Ý nghĩ đó làm anh tan nát. Lúc cằn lưới chài trùm phủ lên nóc chuồng gà, neo buộc dì chài vô mấy gốc xoài quanh đó, anh biết sớm muộn gì cơn bão cấp 12 cũng dỗ nó chọng phó lên, và những con gà bay tả tơi trong gió như những nhúm bông gòn tháng 3. Cảnh đó trong hình dung không thể nói là không đẹp. Anh biết mình sẽ đương đầu với cái thứ gì, sức mạnh của nó khủng khiếp cỡ nào. Sự biết đó sớm làm anh kiệt sức và Chính muốn bỏ cuộc. Thôi không thèm kê ngoài chục bao lúa giống lên bồ giạc giữa nhà. Những bản tin bão phát tới tấp trên đài cứ ập vào anh như sóng. Không kịp ngoi lên để thở đã đợt sóng tiếp theo. Chúng làm anh cảm giác mình bị giông gió nuốt trọng rồi. Và ông trưởng ấp thì cứ nửa tiếng lại ghé qua rên rẫm. Sao giờ còn chưa chịu đi? Cả ngày dài chạy đua với bão, Chính tưởng chỉ nằm thẳng lưng sẽ ngủ sâu tới sáng. Gió bão rú gạo cũng chẳng trục vớt nổi cái linh hồn mỏi rã của mình. Nhưng giờ thì anh không chợp mắt được. Khi bên kia chiếu, Kim đang chia mì gói cho hai nhỏ con lớn. Kèo nhèo bà mẹ chia không đều, chúng làm Chính nghĩ phải tụi nó là con mình thì nãy giờ đã ăn mấy bợp tai. Nhưng chúng không phải con anh. Rõ ràng chúng là con của gã vẫn ngủ như chết rồi kia. Kể cả có đứa trẻ nằm sấp vắt ngang bụng, chờ con nhỏ mỏi mòn thiếp đi luôn lúc đang bò qua bò lại. Chẳng có điểm yếu của một kẻ đang ngủ. Chính chỉ có thể công kích ai đó nếu gã ta vô ý khẩy tàng thuốc vào nồi cơm, đánh chửi con thô bạo, dấp chân vào bếp chiếu, xỏ lộn dép người khác. Cả khi chẳng sai lầm nào xảy ra, Chính sẽ tìm cách lẫn vào nhà vệ sinh lúc gã đi tiểu tiện để xem chim hắn có ngắn không. Nhưng gã chỉ ngủ và Chính tuyệt vọng, cảm thấy chẳng có cơ hội nào. Kim không có sẵn nước sôi. Ai đó bảo hãy lấy ấm nước của họ, nhưng chị từ chối. Nói tụi nhỏ thích ăn mì sống. Hai đứa đồng thanh xác nhận rằng mì sống ăn giòn, trong cái mền âm thanh gió mưa gạo rú. Chính nghĩ cần có ai đó kìm cọng dây buộc chặt cửa sổ lớp học cho bớt khua. Nhưng cả đứng lên anh cũng không muốn chút nào. Giờ anh ngủ rồi, hoặc cứ nhắm mắt để dậy. Chị cũng có cả ngày dài chạy bão. Suốt buổi tối mấy chiếu bên không ai nghe chị góp lời nào, ngoài đói với con. Chị giống ít lời, hoặc đã từng líu lô trước khi trầm mình trong công xưởng năm này qua năm khác, với mấy móc dây quanh và những gã quản đốc khắc nghiệt. Nghĩ kẻ hay đưa chuyện là chúa sao lãng diệt. Anh nhận ra tin kiệm lời ấy quý giá biết chừng nào, khi vợ mình không te rẹ qua chiếu láng giềng đoan đã hỏi quê ruột của chị ở đâu. Điều đúng là ở Long Điền thì sao chị không biết chồng em? Hai người trạc tuổi nhau sao không biết nhau lạ vậy? Cuộc gặp đó không bao giờ xảy ra, và anh cảm kích vợ, thiếu chút nữa đã giới tay săn vuốt ve tóc chị. Xong nhậu bên phòng, nghe đầu gầy từ lúc xế chiều, những người đàn ông đang hò hét, nghe có vẻ cố tình át tiếng giông gió ngoài kia để che giấu cơn tuyệt vọng trong lòng. Qua đêm này họ trở thành tay trắng. Tới cái đốc nhà còn không giữ được, còn thủ thân mẹ gì? Uống đi mày. Ai đó lè phè, đèn bỗng dưng tắt ngóm. Chắc trạm biến áp gặp biến cố rồi. Vài người trong phòng chính bật quẹt lên, soi đồng hồ coi đã mấy giờ.
mẫn cán như kẻ ghi biên niên sử. Con cháu của họ sau này sẽ được kể đầy tai về cơn bão nghịch mùa này, rằng lúc 1 giờ khuya thì mất điện, bóng tối bao trùm khắp nơi. Chính không có gì để kể. Bão, nhà cửa, chuồng trại bị quét sạch, trắng tay, hết. Đi vào chi tiết sẽ càng thảm hại. Như má anh kể hoài chuyện cơn bão gần nhất, cả nhà phải chui xuống cầm bộ ngựa để trốn sau khi gió tóc nóc nhà. Lúc chui ra, miệng mày dính đầy lông chó, nằm ngay ổ chó mà. Bà mẹ nhắc giọng như nói về thứ kỷ niệm ngọt ngào. Mình với bão không tồn tại cái gọi là kỷ niệm ngọt ngào. Chính nghĩ về lần đầu gặp nó lúc anh còn con nít, và bây giờ có Kim ở góc kia trong bóng tối. Thứ bóng tối làm Chính thấy nhẹ người. Nó quá rộng để đựng hết mọi âm thanh. Tiếng giông mưa ném mình dọc vách, tiếng đập mũi, tiếng một bà già rên lên không biết bão có tóc tấm cao su đẩy bàn thờ, tiếng mâm chậu bên kia vách đang tàn rụi vì hết rượu, và mái tôn nhảy đành đạch đâu đó phía buồng bảo vệ. Không nghe tiếng Kim, chừng như chị cũng cảm thấy bóng tối đứng về phía chị. Vợ khỏi phải diễn vẻ mặt tỉnh bơ, vợ như chưa từng quen biết. Chừng này mà tan bão cũng vậy. Chính kỹ dậy lúc quờ tay tìm chỗ trống, anh muốn thử nằm coi có thể chợp mắt được chút nào. Thằng con anh lấn gần hết chỗ dông dành cho ba nó, chưa kịp dẹp nó qua một bên, đèn bất ngờ sáng lên. Họ chạy mấy phát đâu từ văn phòng trường, nguồn điện không ổn định làm ra thứ ánh sáng co giật tê tê. Chồng Kim đã dậy, mặt vẫn dại ra vì cái ngủ. Gã vẫn xa lạ như hồi nào tới đón người yêu của Chính đi. Sự xa lạ che chắn gã, không kẻ hở. Có Kim nằm đúng vào chỗ chồng, Chính cảm giác được khoảng chiếu nóng rực. Đứa nhỏ mất cái bụng để nằm, cũng thức, lủm cụm đứng dậy, đi về phía dãy bàn ghế học trò đã dồn đóng lại cố trèo lên. Cha nó chừng như chưa tỉnh ngủ, đầu treo lủng lẳng trên vai, gục gặt kệ con đi đâu thì đi. Chính nín thở nhìn đứa trẻ, nghĩ tới một hoạt cảnh phi thường, tay chỏng vó khỏi đống đồ gỗ, nó sẽ khóc rống lên vì đau, và thằng cha vẫn còn chưa tỉnh ngủ trong lúc mẹ nó nghiến ngầm có đứa nhỏ mà giữ không lên thân. Nhưng con nhỏ yếu đuối đến không trèo được chút nào, nản lòng quay về bò qua lại bụng mẹ, bày tỏ nỗi say mê vô tận với những cái bụng trên trời. Bất giác Chính sợ hãi, nếu anh ngủ rồi đứa trẻ kia sẽ bò đi bò lại trên bụng anh, âu yếm như anh chính là cha đó. Anh nhìn đứa nhỏ không rời mắt cho tới khi nó bị giữ chặt lại. Thằng cha cầm cái lưng quần nhấc bổng con nhỏ lên, cho cặp giò đầy mẫn ghẻ khua loạn vào không khí. Ngó thấy Chính còn thức, gã cười làm quen, hoặc không chỉ là cái nhếch mép vô tình. Với gã, anh cũng là kẻ lạ. Vẻ từ tốn đã rút bao thuốc lá bẹp dí trong túi áo ra, rút mãi bằng một tay mà chẳng điếu nào rơi ra chiếu. Mặt có vẻ lưỡng lự, gã ngó anh rồi ngó vợ, dường như muốn mở miệng ra nhờ giúp đỡ, nhưng sợ tiếng động sẽ làm chị ta thức giấc. Không thể thả con nhỏ xuống, nó sẽ lại càng qua bụng người đàn bà mà gã tin là đã ngủ. Gã cứ ngồi im sững dậy, với một cánh tay cất đứa nhỏ lên khỏi mặt giếu. Gã cẩn trọng và nghiêm trang như pháp sư canh ngọn đèn thắp đền thiên. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì buổi đọc truyện của Trinh cũng xin được phép khép lại. Nếu quý vị đang nghe truyện vào giờ đi ngủ thì xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.